ăn xúc xích đâu. Cái mộng đấy. Cái mộng á. Ngồi đây ngồi đây. Không đá thì mình phải cắt cái này ra rồi. Mà sao kìa. Giật hết cả mình. Chị đang buồn em còn cười cái gì mà cười. Không biết sao đang buồn thế? Này. Sao thế? Buồn lắm. Sáng nay á, mẹ chị cho tiền á, để em mua kem. Em nhìn thấy trời thì nắng như thế này ấy. Em mà cuối cùng chị làm rơi mất tiền rồi. Nhìn ơi. Nhìn nè. Gì đấy? Xúc xích kìa. Không ăn xúc xích đâu. Cái mộng đấy. Cái mộng á. Ngồi đây ngồi đây. Ua. Kinh nhờ. Trời nắng cái sóng của ô. Kinh quá cơ đấy. Ua. Lần đầu tiên chị nghe thấy kem ống ấy. Đây là kem ống á. Năm cái. Ui. Năm vị luôn à. Cái này là gì nhỉ? Đây là dưa tây này. Chị. Xoài chị này. Chị ăn đúng không? U. Có biết. Môn này. Có biết lăn cái này là mình. Có, đây là màu hồng này, đây là màu trắng này, đây là màu tím này, đây là màu vàng này, đây là màu xanh này. Ăn hô. Anh hôm nay chị giỏi chưa? Đúng rồi. Đấy. Ui nhưng mà kem ống này ăn ngon không? Chị chưa ăn bao giờ luôn đấy. Chị chỉ ăn cái kem ốc quế này, kem que này. Sao bây giờ lại còn có kem ống nữa? Ồ, ăn ngon không em? Em ăn chưa? 559 có. À, ở 559 bán hả? À, ăn đi. Thế chị ăn nhé. Thế thì em ăn màu nào để chị em mình thử nào. Em ăn màu trên khoai môn. Không, chị cũng thích khoai môn rồi, chị thích ăn dưa tây không? Thế thì em ăn. Có xoài, em thích xoài mà. Không, em ăn này. Đây thì đây. Kích, ta còn chuẩn bị cả kéo nữa cơ. Cái này là vali ấy. Ừ. Còn hay nhỉ, chị cho vào đây cho sạch. Tỉnh thế nhỉ, mẹ lại còn sắm cho hả. Ôi đứa chị giúp, ui, mần mần. Nhắm mì. Nhắm mì. Wow, thì ra đây là cái kem ống. Mới đầu chị nhìn chị tưởng em ăn xúc xích cơ chị. Trời nắng thế này mà ăn xúc xích thì ai mà muốn ăn. Ăn kem thì còn ăn được. À, ô, kem như thế này thì á, ăn như thế này cũng không lạnh đúng không em? Ấm mà. Ừ. À, đây là cái kem ống. Người ta đâu. Thơm thế. Người ta đâu có để tủ lạnh đâu mà lạnh. Mình cứ ăn thế này được thôi đúng không? Ừ. À, ui, ngon thế. Ồ, ngon thật đấy. Nhưng mà hình như có thạch như này thôi, bên này đầu tiên chị ăn kem kiểu này đấy. Kem đôi cho bạn, cho tôi. Đúng rồi, kem đôi cho bạn, cho tôi. Wow. Uầy, công nhận em sướng thật đấy. Toàn được ăn những cái thứ mà chẳng phải ai cũng được ăn đâu ấy. Thôi, cho chị xin cái nữa nhé. Chị cứ ăn đi. Lúc nào, lúc nào chán thì thôi. Em học phóng thế, chị ăn xoài vậy. Tại chị chưa được ngon. Ui, ngon thế. Cái này mà cho vào tủ đá cũng ngon đấy nhỉ. Tủ đá thì mình phải cắt cái này ra rồi. Ngon quá này chị sẵn. Còn hai cái này em một cái, chị một cái. Đây nè. Khoai môn. Cái này á chị không ăn đâu. Chị mang về chị cho em chị đó. Đây đào ấy. Đây là khoai môn. Thì chị ăn cái này thôi. Còn này sang là chị chơi đi. Không nên lãng phí em ạ. À. Nhiều người còn đi chết đói lắm. Mình ăn là phải ăn sạch. Chị với em hít thử xem đứa nào hít nó dính chặt vào nhau nhé. Đấy, thôi chị em mình đi về đi. Kéo cầm cho em. Kéo đâu? Kéo cầm chưa? Này, ôi đi về đi, rác vào này. Em cầm rác, chị cầm cái này. Hai chị em chia ô. Rồi, đi đi. Ui, chưa. Bây giờ chết kiểu gì được nhỉ? Không, chết ta cũng được. Chết ta đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.